Chào các bạn. Nếu như các bạn có mong muốn được chơi chung với anh Long Hunter như thế này. Như các bạn có thể thấy ở đây là anh Long đang chơi cùng với các fan. Vậy thấy ở đây là người chơi là các thứ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải mod mà chơi multiplayer, nghĩa là chơi nhiều người được chung với nhau nha. Thì này cũng đơn giản lắm. Và trước khi bắt đầu thì các bạn phải đảm bảo rằng là trên máy tính của các bạn tắt rồi nha. Nếu trên máy tính của các bạn phải tắt thì mới cài được. Đầu tiên là các bạn lên Google, là các bạn gõ cho mình GeoDe SDK thì nó sẽ hiển thị ra cái trang này, các bạn bấm vào. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy đây là nó có rất nhiều tùy chọn, thì các bạn chọn install giùm mình và chọn download from Windows nếu như mấy bạn là máy Windows, download from Mac là nếu như mấy bạn là máy Mac. Ok, các bạn chọn download for Windows. Thì hiện tại đây mình đã tải rồi, thì mình sẽ mở lên luôn. Đây, ở đây thì các bạn có thể thấy ở đây là mình đã có cái phiên bản GeoDe Installer ở đây, các bạn bấm vào. Bạn chọn Yes nha. Rồi sau đó các bạn chọn OK, các bạn chọn Next, các bạn đồng ý, các bạn tải hết. Rồi sau đó là các bạn bấm Install thôi. Và đây nó đã thông báo các bạn tải thành công rồi nè. Bạn bấm hoàn thành. Và sau đó các bạn chạy GeoMeTiDAT. Các bạn chạy GeoMeTiDAT giùm mình. Ok, giờ nó đang vô. Vô hơi lâu xíu các bạn thông cảm. Đây, và sau khi các bạn vô xong thì nó sẽ hiển thị một cái icon này. Cái icon này nha, các bạn bấm vào. Và sau đấy các bạn chọn vào mục download. Rồi các bạn tải các mod. Tải đúng các mod mà mình đã show trên màn hình. Ok. Các bạn đợi cái này nó tải xong rồi các bạn phải tải các mod mà mình để trên màn hình á. Như là mình sẽ tải Node IDS. Như đây các bạn thấy là mình đã tải được hết rồi. Đây, ba mod này nha các bạn. Node IDS nè, Growbed nè và Custom Key Blind. Các bạn tải ba mod này. Rồi sau đó các bạn tải mod này xong rồi các bạn thoát ra vô lại. Và khi các bạn tải mod thì nó sẽ vô khá là lâu và cũng có thể crash bất cứ lúc nào, nên là các bạn phải cân nhắc trước khi tải nha. Nếu như các bạn muốn được giao lưu trò chuyện trực tiếp cùng với các YouTuber khác, ví dụ như là Long Hunter, thì các bạn có thể tải mod này để các bạn giao lưu. Nhưng mà có một điểm yếu chí mạng của cái mod này, đó chính là mod này chỉ áp dụng được cho máy tính chứ điện thoại thì không áp dụng được nha các bạn. Ok, giờ hiện tại mình đã có cái icon. Khi các bạn cài mod xong, các bạn sẽ có cái icon này, các bạn bấm vô. Và các bạn phải đăng nhập tài khoản nha. Các bạn phải có một cái tài khoản ở đây là các bạn đăng nhập. Như đây mình đã có một cái tài khoản người dân của mình. Đó. Rồi các bạn bấm vô đây, rồi các bạn bấm login. Rồi đợi nó login thôi. Oh my god. Thì sau khi các bạn bấm login xong á, sau vài lần thử thì các bạn sẽ vô được cái server như này này. Đây, đây là một video ví dụ. Đây. Các bạn có thể thấy đây là main server, các bạn bấm connect vô là bạn vô liền à. Thì hiện tại là mod này chỉ hỗ trợ với server châu Âu thôi. Nhưng mà các bạn chơi thì ping dao động chỉ có 200 thôi à, không sao đâu. Thì một khi các bạn đã kết nối rồi á, kết nối tới máy chủ rồi á, thì các bạn kiểu như là chơi một cái level nào đó, thì các bạn sẽ được chơi chung với những người cùng chơi chung với level đó và cùng tham gia chung một máy chủ. Tức là kiểu như là các bạn kiểu như là anh Long chơi Blood Bath đi, mà anh Long còn tham gia mấy chủ nữa, là các bạn cũng cần chỉ cần vô mấy chủ và chơi Blood Bath là các bạn gặp được anh Long. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Nếu như các bạn hay, đừng để lại cho mình nút like, nút đăng ký để ủng hộ mình, để có động lực để làm thêm nhiều video khác. Chào các bạn.